người tắc kè trong nhà có tốt không, tiếng tắc kè kêu trong nhà hên hay xui. Trong dân gian, mọi người thường quan niệm nuôi động vật hay trồng những cây xanh phong thủy trong nhà sẽ mang đến may mắn và tài lộc cho gia chủ. Mỗi một loại sẽ phù hợp với mỗi người khác nhau, mang đến những may mắn khác nhau trong tiền bạc, công danh hay cuộc sống. Chỉ cần lựa chọn một loại phù hợp có thể nó sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong công việc mà bạn có thể không hề hay biết hay không ngờ tới. Vậy nuôi tắc kè trong nhà có tốt không? Có mang lại may mắn hay không? Nuôi tắc kè có tốt không? Tùy theo quan niệm mỗi người nuôi tắc kè có tốt hay không. Có những người luôn bảo vệ quan điểm của mình cho rằng nuôi tắc kè trong nhà để mang đến những điều may mắn. Nó sẽ mang đến cho bạn sự tài lộc, thuận lợi, may mắn trong công việc, gia đình yên vui hạnh phúc. Tuy nhiên lại có người cho rằng, nuôi tắc kè trong nhà không hay bởi nó mang đến những điều u ám cho gia đình bạn. Tiếng kêu của nó chính là một lý do lớn. Khi tắc kè kêu thì thường phát ra những âm thanh quái đản, gây khó chịu, nghẹn ú, u uất và đầy chất chứa. Nhiều người cho rằng hễ tắc kè vào nhà ai kêu ba tiếng chắc chắn gia đình đó gặp chuyện chẳng lành, nhẹ thì đau ốm, tai nạn, nặng thì mất mạng, tang tóc. Còn có người cho rằng nghe tiếng kêu tắc kè trong nhà vào bên ngày thì dễ gặp phải những chuyện không hay, chẳng lành. Tuy nhiên nhiều người lại cho rằng đây là một điều tốt, bởi đây là sự giao tiếp bầy đàn, mang đến cho gia đình may mắn, sum họp, tài lộc. Theo phong thủy, nếu tắc kè vào nhà là điềm báo bạn sẽ có người yêu trong thời gian tới, tình cảm của bạn mới chớm nở những đẹp đẽ đối với những người đang độc thân. Tuy nhiên đối với người đã có gia đình thì bạn đang vướng phải tiếng sét ái tình trong mối tình tay ba nào đó. Điều này thật không hay, bạn nên cố tránh và điều khiển cảm xúc cũng như hành động của mình. Nhiều trường hợp, tắc kè vào nhà là cố gắng nhắc nhở bạn nên trau dồi bản thân mình để tự tạo cho mình những cơ hội, những bước ngoặt mới trong tương lai. Hay nó báo bạn sẽ thăng tiến trong công việc ở thời gian sắp tới. Việc bạn nằm mơ thấy tắc kè cũng là những điểm báo cho cuộc sống của bạn trong tương lai, hãy chú ý và có thể tìm hiểu để chuẩn bị sẵn sàng cho những dự định tiếp theo. Tiếng tắc kè kêu trong nhà tốt hay xấu? Tiếng tắc kè kêu trong nhà tốt hay xấu? Nhiều người cho rằng hễ tắc kè vào nhà ai kêu ba tiếng chắc chắn gia đình đó gặp chuyện chẳng lành. Nhẹ thì đau ốm, tai nạn, nặng thì mất mạng, tang tóc. Còn có người cho rằng nghe tiếng kêu tắc kè trong nhà vào ban ngày thì dễ gặp phải những chuyện không hay. Tuy nhiên nhiều người lại cho rằng đây là một điều tốt. Bởi đây là sự giao tiếp bầy đàn mang đến cho gia đình may mắn, sum họp, tài lộc. Thực sự thì việc con tắc kè vào nhà kêu là một điểm báo may mắn. Sắp tới sẽ có những điều tốt lành đến với bạn. Bạn không chỉ gặp nhiều may mắn thuận lợi trong học tập, công việc và còn cả trong tình cảm.